Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào đại gia đình chúng ta đang xem video hôm nay. Để đến với buổi đẹp trời hôm nay, chúng sẽ gửi đến cho đại gia đình chúng ta cũng giống như cô chú anh chị xem qua một căn nhà, một căn biệt thự ở phía sau chúng đây, là một căn biệt thự có tổng diện tích bề ngang là 20 và chiều sâu là tới 60m. Có một căn biệt thự hồ cá coi, khu vực tiểu cảnh sân vườn, cực kỳ chill và cực kỳ đẹp luôn nha đại gia đình ơi. Đó, mọi người đang xem video nhớ cho chúng một xem, một like, một đăng ký nha. Nhớ thích, nhớ bình luận nha mọi người. Để comment những câu hỏi, những gì mà cô chú anh chị đang xem và cảm thấy thích thì hài lòng thì cho chúng một bình luận, cho chúng một lời động viên nha. Để chúng sẽ có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp cho đại gia đình chúng ta cùng xem. Đó, một căn biệt thự, một cái chill cực kỳ đẹp. Đó, và có cả khu vực hồ cá coi như thế này nè. Là một cái trung năng quay vào một buổi trưa nắng nên hơi nắng luôn, nắng lắm luôn nha cả nhà. Rồi mời cả nhà xem video hôm nay, nhớ cho chung một bình luận nha, nhớ thả tim, share và like nha mọi người. Vâng, căn biệt thự mà hôm nay chung muốn gửi đến cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta xem qua là một căn biệt thự này nha, một căn biệt thự sân vườn có hồ cá coi, khu tiểu cảnh phải nói là một cái chiều cực kỳ đẹp luôn. Có tổng diện tích bề ngang là 20 và chiều sâu là tới 60m nha mọi người. Full thổ cư luôn, có một căn biệt thự một trệt một lửng một lầu, 5 phòng ngủ, khu vực hồ cá coi, khu vực tiểu cảnh sân vườn. Đó, nói chung là sẽ quay qua cho cô chú anh chị cũng như đại gia đình ta xem qua toàn cảnh cái khuôn viên khu vực này. Một cái khu vực mà biệt thự sân vườn nằm tại Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, nằm đường Nguyễn Thị Lắng đi vào. Cái chiều phải nói là quá tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn nè mọi người. Căn biệt thự này phải nói là đang bán ở một cái mức giá rất là rẻ luôn. Năm nay thì mọi người đã biết tình hình kinh tế khó khăn, khó khăn chồng chất khó khăn, nên anh chủ nhà quyết định chia tay một cái căn biệt thự tâm huyết đẹp như thế này, cố tình làm để ở để nghỉ dưỡng, nằm tại Tân Phú Trung, đường quốc lộ 22 đi vào, một trong những cái vị trí mà vô cùng đắc địa, vô cùng là đẹp. Rồi, chúng mời cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta đi vào tham quan xung quanh hết tất cả khu vực sân vườn ở bên trong đi. Rồi tí chúng sẽ quay khu vực cái đường ở phía ngoài, phải nói là cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Đó, đây chúng ta đi qua xung quanh một cái toàn cảnh cái khu vực bên trong trước đã. Rồi tí nói chung sẽ quay cho mọi người xem cái khu vực bên ngoài. Khu vực bên ngoài là một cái khu vực đường trước cửa nhà chúng ta là đường rất là đẹp luôn nha mọi người. Bên hông thì có những cây cối tiểu cảnh như thế này rồi. Và đặc biệt là căn nhà này đang có mức giá giảm cực kỳ sâu luôn, từ 35 tỷ đồng nha mọi người. 35 tỷ đồng giảm chỉ còn có 22 tỷ đồng. Một cái mức giá phải nói là vô cùng đẹp luôn. Căn biệt thự này là có hướng Tây Nam nha mọi người. Khu vực sân vườn phải nói là quá rộng, quá đẹp luôn nha mọi người. Sân phải nói là đậu được khoảng 50 chiếc ô tô luôn. Đó, đây là mặt tiền chính của căn nhà đây. Rồi chúng mời cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta đi vào bên trong để cùng Nhà đất Sài Gòn khám phá tiếp cái ngôi nhà mới hôm nay. Bước vào bên trong thì trước cửa nhà chúng ta sẽ có hai lối vào giống như cái khu sảnh hội nghị nha mọi người. Đó, tiệc tùng gì đó là rất là đẹp luôn. Và cây cối tiểu cảnh như thế này, những cây mai chấn thủy, rồi những cây... Đó, căn nhà thì hoàn toàn làm bằng gỗ gõ đỏ nha.
Đó, bước vào bên trong thì mọi người thấy mát rượi luôn nha mọi người. Mình đang ở buổi trưa nắng, nhưng mà vào đây thì phải nói là căn nhà của chúng ta nó mát cực kỳ mát luôn. Và căn nhà này, đặc biệt căn nhà này làm tất cả bằng gỗ gõ đỏ cộng với lại gỗ căm xe. Nội thất thì cực kỳ xịn sò. Toàn bộ cái không gian phòng khách nó đẹp như thế luôn nha. Rộng rãi thoải mái, đồ gỗ thì mọi người nhìn thấy căn biệt thự phải nói là xa hoa lộng lẫy. Đó, khu vực phòng khách nha mọi người. Và đặc biệt là cái chúng ta ngồi đây uống trà, nhìn ra bên ngoài có kiến luôn. Mở cửa ra là gió mát rộng lọc, cũng giống như là nhìn thấy ở khu vực toàn cảnh khu vực xung quanh căn nhà của chúng ta nha, sân vườn phía trước. Ở nhà này mà làm hội nghị, tiệc tùng gì đó là nó là cũng quá VIP luôn. Mà nói là giống như là cái tòa nhà, tòa lâu đài, hoặc là những cái khu mà hội họp, hội nghị gì đó. Bộ bàn ghế thì quá chất luôn. Và chủ nhà bán thì tặng lại hết nội thất trong nhà cho đại gia đình ta sử dụng nha. Đẹp dễ sợ luôn. Đó, những bộ bàn ghế này chúng ta nhìn thấy là nó đã đủ rất là chất chơi, chất của đại gia rồi. Nhà này thì thuộc tầng cấp đại gia thì mới sở hữu được nha. Tiểu gia như mình thì không có vé rồi. Đó. Cặp lục bình này, mọi người thấy cặp lục bình đã không? Đó, lục bình này nó cao 2 mét mấy. Đó, rồi bước vào khu vực bên trong thì có cầu thang đi lên. Đó, cầu thang thì lên y chang như những cái sảnh hội nghị mà trước đây mọi người. Đó, dàn cầu thang đi lên rất là lớn, rất là rộng. Ở phía bên đây là khu vực có hai sập gỗ rất là lớn luôn để cho chúng ta ngồi nghỉ. Và bên hông thì chúng ta sẽ có cửa, nói chung mở ra bên ngoài. Căn nhà thì gần như là mở cửa ra nó rất là thoáng hết cho căn nhà luôn. Cho không gian nó lưu thông vào căn nhà nó rất là thoáng. Còn mép bên tay trái mình thì sẽ có hai phòng, và hai phòng ngủ cũng cực kỳ lớn luôn. Đây là phòng ngủ thứ nhất tại khu vực lầu 1. Lầu 1 chúng ta sẽ có bao gồm hai phòng. Phòng rất là lớn. Để chủ nhà thì hiện tại thì không có ở đây. Chủ thì đang ở dưới thành phố. Lâu lâu mới về đây gọi là nghỉ ngơi. Rồi thư giãn, tiệc tùng, BBQ này nọ thôi. Rồi lâu lâu có tiệc tùng hội nghị thì về đây phải nói là đúng là đẳng cấp của một dân chơi, đẳng cấp của một đại gia. Nhưng mà nay thì làm ăn kinh tế khó khăn nên chủ nhà đành đứt ruột chia tay cái căn nhà tâm huyết này. Nói chung cái này cũng làm rất là tâm huyết luôn á mọi người. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Cũng bên trong cũng được trang bị rất là nhiều gỗ gõ đỏ. Có nhà vệ sinh ở bên trong, riêng biệt có máy lạnh là sẵn luôn. Rồi chúng ta tham quan phòng ngủ thứ hai. Vâng, đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai cũng rộng lớn như thế này luôn và có nhà vệ sinh ở bên trong, có máy lạnh đầy đủ luôn nha. Ở nhà thì gần như là xung quanh là bốn hướng là chúng ta đều mở cửa ra nó thông thoáng nha, được hết nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển qua bên căn phòng kế tiếp là đi qua khu vực phòng ăn và phòng bếp. Rồi sau mà tí chúng ta sẽ lên khu vực trên lầu nha. Đó, đây là khu vực ở bên dưới khu vực phòng ăn, cũng giống như là khu vực nghỉ ngơi ở dưới nhà sau. Đó. Có võng nằm ở tại Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, nằm ở cách quốc lộ 2 đi vào rất là gần luôn. Để di chuyển về hướng ngã tư An Sương tầm khoảng 15 km, thì về đây chúng ta là đúng cái tầm mua về là nghỉ dưỡng chơi bời, phải nói là tuyệt vời luôn. Đó. Đó, đây là có những hũ rượu này.
Khu vực bên đây là nhà bếp. Đó, nhà bếp rộng rãi thoải mái như thế này, nấu nướng tiệc tùng được phải nói là quá VIP luôn. Ở phía sau thì chúng ta có cửa sổ, tại vì căn nhà này bốn xung quanh là có cái độ thoáng hết, mở cửa ra là nó đều thoáng hết nha. Đó, nấu nướng thì chúng ta để đây, có máy giặt, có đầy đủ hết, tủ lạnh bún. Đó, nhà vệ sinh ở bên dưới. Đây là khu vực sân sau phía nhà. Khu vực sau nhà thì có những khoảng sân sau trồng rau, lấy gió mát để vào bên trong. Wow, đây có những cây bưởi nè, trái đã. Đây là cái mái nhà bên hông ở phía sau nhà. Căn nhà này là có hướng tây nam nha cô chú anh chị. Vực trồng rau sạch, nuôi gà. Mái đằng sau nhà. Bên hông, cửa bên hông. Bên hông là chúng ta cũng đều có đó. Bên hông cửa nhà chúng ta đây có cái đường đi vào. Nói chung là cửa mở ra là ba hướng. Bên hông, đằng sau đó. Quá đẹp luôn nè. Những cây có giá trị cao, cây cảnh. Đây là toàn bộ cái cửa bên hông. Chúng ta đi. Vâng, và sau khi tham quan một vòng thì chung mời cô chú chị cũng giống như đại gia đình ta đi lên bên trên lầu để cùng nhà đất Sài Gòn tiếp tục khám phá cái căn nhà mới hôm nay. Lúc lên trên là có cầu thang đi lên là rộng tới 1m mấy luôn, hai trụ cầu thang thì phải nói là to gần bằng người mình luôn nha đại gia đình, to hơn người luôn đó. Cầu thang đi lên thì rất là rộng rãi rồi. Đó, lan can thì bằng gỗ gõ đỏ. Lên trên thì mọi người thấy giống như là một cái sảnh của hội nghị nè. Đó. Đó, rất là thoáng, wow, rất là đẹp luôn. Thì lên trên này thì nó sẽ có hai phòng. Đây chúng ta khám phá cái phòng thứ nhất tại lầu 1. Đây phòng thứ nhất tại lầu 1. Và đặc biệt phòng nào cũng có ban công, phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng ở bên trong nha mọi người. Rộng lắm luôn. Đó. Đây là cái trong là ban công ở trong phòng ngủ thôi. Rồi chúng ta di chuyển qua căn phòng kế tiếp. Đây là căn phòng kế tiếp mọi người. Căn phòng kế tiếp là một phòng cũng có ban công. Phòng này thì ban công đi ra phía trước. Đó, phòng rất là lớn. Nó từ bên trên lan can chúng ta có thể là tại căn phòng ngủ số 2. Ta nhìn ra
là toàn cảnh cái khuôn viên sân vườn phía trước rộng rãi thoải mái như thế, có ngắm hồ cá coi tuyệt đẹp luôn nè mọi người. Đây là căn phòng ngủ, ban công chúng ta đi vào. Rồi chúng ta qua căn phòng kế tiếp. Ở đây là ở giữa nè, giữa cái phòng sảnh giữa thì chúng ta sẽ có khu bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ ông bà. Đó. Bàn thờ của gia đình nào cũng có. Khu vực lầu 1 chúng ta sẽ có 3 phòng. Đó, đây là phòng thứ 3. Phòng nào cũng rộng như thế này luôn. À, phòng này là phòng thứ 3 tại lầu 1. Phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng ở bên trong rồi mọi người. À, phòng vệ sinh rộng. Wow. Đẹp chưa? Đây là cái mặt tiền chúng ta đi ra bên ngoài. Nhìn ban công ở phía bên ngoài để chúng ta nhìn toàn cảnh xung quanh căn biệt thự, cũng giống như là hồ cá sân vườn tiểu cảnh. Sau khi khám phá cái khu vực bên trong rồi thì Trung mời cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình ta đi ra bên ngoài để cùng Nhà Đất Sài Gòn khám phá tiếp cái cung đường phía bên ngoài nha. Đó, đây là một cái khu vực sân rộng rãi thoải mái mà đậu được khoảng mấy chục chiếc ô tô luôn. Nếu mà nhà chúng ta mà có tiệc tùng hội nghị gì nó phải nói là quá rộng luôn nha mọi người. Đây là cái cung đường trước cửa nhà chúng ta. Chúng sẽ vâng, đây là toàn cảnh không gian mặt tiền đường của nhà chúng ta hôm nay. Đó, đây là đường ở ngoài, chúng ta có thể là nhìn thấy đường Nguyễn Thị Lắng bên ngoài nha. Chúng ta di chuyển ra hướng quốc lộ 22 đi rất là gần luôn. Về hướng cầu vượt Củ Chi cũng rất là gần, cũng giống như là về hướng ngã tư An Sương, chỉ tầm 15 km thôi. Đó, một trong những cái vị trí mà phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Đó, căn biệt thự đây là một biệt thự hoa mai. Đó, mọi người có thể xem là toàn cảnh cái khuôn viên, cái khu vực sân vườn và rộng rãi thoáng mát như thế này luôn. Ngang tới 20m và chiều sâu là 60m, full thổ cư luôn. Đường thì trước cửa nhà chúng ta là đường thông, đường nhựa, có cống thoát nước, vỉa hè đều đầy đủ hết rồi. Rồi chúng ta đi di chuyển vào bên trong để cùng khám phá thêm một lần nữa ở bên trong nhé. Quay qua toàn cảnh cái khuôn viên sân vườn. Bước vào bên đây thì chúng ta sẽ có hai lớp cổng, một cổng lớn và một cổng phụ. Cổng phụ thì đi xe máy, cổng lớn thì chúng ta đi xe ô tô.
tùy theo nhu cầu mình sử dụng nha. À, đây là toàn cảnh không gian mà từ bên trong bên ngoài mà chúng ta nhìn vào bên trong. Nó là đẹp vô cùng luôn nè mọi người. Nó cây khối tiểu cảnh xung quanh. Wow, đây có cây vũ sữa hoàng kim. À, có trái nè. Đã chưa? Phía góc nhà thì chúng ta có cây chôm chôm, cây nhãn, và những cây dừa. Nếu những cây này mà nó lớn lên nữa thì phải nói là tuyệt đẹp luôn. Một khu biệt thự nghỉ dưỡng, một khu resort. Ta có thể là nghỉ ngơi, chơi bời, thư giãn cuối tuần. Đó, như vậy là Trung mới quay qua cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình ta xem qua một căn biệt thự, là một căn biệt thự sân vườn nằm tại đường Nguyễn Thị Lắng đi vào khu vực Tân Phú Trung. Chúng ta di chuyển về hướng ngã tư An Sương, tổng khoảng 15 km. Tổng diện tích của khuôn viên căn biệt thự nhà vườn này có hồ bờ cá koi, có sân vườn, chiều cảnh là một ngang 20 và chiều sâu là 60 m, có 1160 m đất thổ cư rồi nha mọi người. Chúng ta được xây dựng một căn biệt thự đẹp như thế này. Căn biệt thự này là chỉ một lầu 5 phòng ngủ thôi nha. Và cái giá đang chào bán từ 35 tỷ đồng. Mà giá giả chủ này đang cần tiền bán một mức giá chỉ còn 22 tỷ đồng. Còn được thương lượng, còn được bớt lọc. Thì cô chú anh chị nào mà đang thực sự quan tâm tới căn biệt thự này thì nhanh tay bốc máy gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn. Chúng sẽ tư vấn rõ ràng hơn cũng giống như gửi đến cho cô chú anh chị xem nhiều những video trung thực nhất. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video kế tiếp. Nhớ share like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người. Nhớ comment ở phía bên dưới để nếu có thắc mắc về video này. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video kế tiếp. Mong mọi người ủng hộ nhiều nha.